Đội Olympic Việt Nam đã đến Hàng Châu, Trung Quốc để bắt đầu chuỗi chuẩn bị cho ASEAN 19. Họ sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh trong bảng B, bao gồm Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ. Đây được coi là bảng đấu khó, khi Ả Rập Xê Út đang là nhà vô địch U23 châu Á, Iran là một đối thủ mạnh trong khu vực, và Mông Cổ cũng không phải đối thủ yếu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không đặt mục tiêu thành tích cho đội bóng. Thay vào đó, ông coi thách thức lớn nhất đối với các cầu thủ là bản thân họ. Việc cầu thủ U20 phải đấu với cầu thủ U24 của các đối thủ là một trở ngại tâm lý lớn. Huấn luyện viên Tuấn hy vọng rằng ASEAN 19 sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành và phát triển. Trong đội hình Olympic Việt Nam, có nhiều tài năng trẻ, như bộ ba hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng và Nguyễn Đức Anh. Trong số họ, Lê Nguyên Hoàng, dù sinh năm 2005, đã được gọi lên đội U20 tham dự giải châu Á, một sự hiện tượng trong làng bóng đá trẻ Việt Nam. Thách thức lớn nhất của Olympic Việt Nam tại ASEAN 19 không chỉ là đối thủ mạnh mà còn là khả năng vượt qua áp lực tâm lý và phát triển tiềm năng của các cầu thủ trẻ. Đội Olympic Việt Nam đã đến Hàng Châu, Trung Quốc để bắt đầu chuỗi chuẩn bị cho ASEAN 19. Họ sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh trong bảng B, bao gồm Ả Rập Xê Út, Iran và Mông Cổ. Đây được coi là bảng đấu khó, khi Ả Rập Xê Út đang là nhà vô địch U23 châu Á, Iran là một đối thủ mạnh trong khu vực, và Mông Cổ cũng không phải đối thủ yếu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không đặt mục tiêu thành tích cho đội bóng. Thay vào đó, ông coi thách thức lớn nhất đối với các cầu thủ là bản thân họ. Việc cầu thủ U20 phải đấu với cầu thủ U24 của các đối thủ là một trở ngại tâm lý lớn. Huấn luyện viên Tuấn hy vọng rằng ASEAN 19 sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành và phát triển. Trong đội hình Olympic Việt Nam, có nhiều tài năng trẻ, như bộ ba hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Mạnh Hưng và Nguyễn Đức Anh. Trong số họ, Lê Nguyên Hoàng, dù sinh năm 2005, đã được gọi lên đội U20 tham dự giải châu Á, một sự hiện tượng trong làng bóng đá trẻ Việt Nam. Thách thức lớn nhất của Olympic Việt Nam tại ASEAN 19 không chỉ là đối thủ mạnh mà còn là khả năng vượt qua áp lực tâm lý và phát triển tiềm năng của các cầu thủ trẻ.